kênh Thích Phong Cách. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày thứ 7. Mình đã có một chút thời gian rảnh và bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái video trong series dạy lập trình logo. Thì không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ vào bài học hôm nay. Bài học hôm nay có tiêu đề đó là chúng ta sẽ học một số lệnh đơn thông dụng trong Windows Logo. Bài học trước, nếu các bạn đã xem những video trước của thầy thì thầy đã hướng dẫn các bạn cài đặt này. Sau đấy chúng ta lập trình logo với những cái lệnh đơn giản như đi thẳng, tiến lên, lùi xuống, quay trái, quay phải rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học những cái lệnh thông dụng khác của Windows Logo. Thì chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay luôn. Ok. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học một số lệnh thông dụng đơn giản. Lệnh đầu tiên mà chúng ta học đó là lệnh set XY. Lệnh set XY, XY viết liền nhau, set XY viết liền nhau. Phía sau chữ set XY chúng ta có hai tham số, đó là tham số X và tham số Y. Thì hôm trước bài trước thầy đã dạy các bạn là trên mặt phẳng sân chơi của rùa thì chúng ta có hệ trục tọa độ bắt đầu từ tọa độ 0,0 về phía bên tay phải thì X trục theo trục nằm ngang là X thì là dương, bên tay trái thì là âm. Phía trên trục X đó là trục Y, phía trên thì là Y dương, phía dưới là Y âm. Chúng ta sẽ ví dụ như sau. Lệnh set Y, ví dụ thầy đặt vào đây tọa độ 50, phẩy. Ở đây dấu phẩy trong Windows Logo thì chúng ta đánh bằng dấu chấm các bạn nhé. Chúng ta đọc là phẩy nhưng khi đánh vào thì chúng ta sẽ đánh là chấm. 50,8. Tọa độ Y chúng ta sẽ đánh vào tọa độ dương chẳng hạn, quay cho 50. Thì chúng ta sẽ xem là có con rùa nó sẽ chạy đi đâu. Bây giờ chúng ta sẽ enter để chạy rùa. Bây giờ các bạn quan sát, rùa nó nằm ở vị trí 0,0 là tâm của sân khấu. Bây giờ chúng ta sẽ enter thì dịch chuyển set y sẽ làm nhiệm vụ đó là đưa rùa đến vị trí tọa độ là âm 50,8, 350 dương. Đấy, các bạn thấy là con rùa chúng ta đã di chuyển lên tọa độ. Và nhớ là nó sẽ để lại vết các bạn ạ. Khi đi như vậy thì nó sẽ để lại vết. Và nếu các bạn không muốn để lại vết thì chúng ta sẽ dùng lệnh PU trước thầy dạy các bạn rồi đúng không ạ? PU cho pen up, nhấc bút lên. PD là đặt bút xuống bắt đầu vẽ. Đấy thì rùa nó sẽ nhảy lên vị trí đây. Tọa độ âm 50. Âm 50, x bằng âm 50 tức là chiều ngang x bằng âm 50. Chiều dọc 350 đéo thẳng lên. Như vậy rùa sẽ nằm vị trí này. Và nhớ là rùa không thay đổi hướng các bạn nhé. Hướng của rùa thì nó không thay đổi đối với lệnh set y. Rùa vẫn hướng thẳng đứng lên phía trên một góc 90 độ. Vậy chúng ta có lệnh set XY dấu cách tọa độ X cách tọa độ Y. Có nghĩa là ở đây thì viết hai chấm nhé. Có nghĩa là dịch chuyển rùa đến tọa độ XY. Và chú ý cho thầy là rùa không thay đổi hướng nhé. Đấy, rùa không thay đổi hướng. Lệnh tiếp theo mà thầy muốn nói chuyện các bạn đó là lệnh rùa ẩn mình. Chúng ta dùng lệnh Hide turtle. Hide là ẩn, turtle là con rùa. Còn nếu chúng ta muốn viết tắt thì các bạn có thể viết là HT cho nhanh. Lệnh này có nghĩa là rùa ẩn mình. Rùa ẩn mình có nghĩa là sao? Rùa ẩn mình có nghĩa là nó không hiện lên trên sân chơi nữa. Các bạn quan sát rùa đang ở vị trí âm 50,8, 350. Bây giờ thầy sẽ bấm HT hoặc là các bạn viết đầy đủ là Hide Turtle. Hide Turtle. Đấy, như vậy là các bạn thấy là con rùa chúng ta đã biến mất. Nó biến mất
Có nghĩa là nó không hiện lên, nhưng vị trí của rùa thì vẫn nằm ở tại chỗ cũ, nó không chạy đi đâu đâu các bạn ạ. Nó chỉ ẩn mình thôi các bạn ơi. Thế bây giờ muốn rùa hiện hình lên thì chúng ta lại dùng câu lệnh là show turtle. Show. Ta dùng lệnh show. Show turtle. Hay các bạn có thể viết tắt là ST. Nghĩa là rùa. Rùa hiện hình. Rùa hiện hình tức là nó hiện lên. Hiện lên thôi. Chúng ta dùng lệnh ST hoặc là show turtle. Các bạn viết tắt cho nhanh các bạn ạ, ST thôi. Đây thầy dạy các bạn nên thầy sẽ viết là tờ tờ e chưa sổ. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là rùa đã hiện lên rồi. Tiếp, lệnh xóa màn hình và đưa rùa về vị trí ban đầu. Chúng ta có lệnh xóa sân chơi, đưa rùa về vị trí ban đầu, đó là lệnh CS. Trước thì chắc là thầy dạy các bạn rồi đúng không ạ? Tên đầy đủ của nó là Clear Screen. Chúng ta viết là CS. Một viết đầy đủ là Clear Screen. Vậy là rùa đã xóa tất cả toàn bộ sân chơi và trở về vị trí 00 ban đầu. Còn nếu mà các bạn chỉ muốn xóa màn hình mà rùa vẫn ở vị trí hiện tại. Ở đây ví dụ thầy lại set y nó chạy lên trên vị trí lúc nãy. Bây giờ thầy chỉ muốn xóa màn hình mà rùa vẫn ở vị trí hiện tại, chúng ta dùng lệnh clean. Clean, clean tức là xóa và rùa vẫn ở vị trí lúc nãy. Tiếp theo, chúng ta muốn ở đây chúng ta muốn cái ngăn lệnh commander này, chúng ta muốn xóa hết tất cả các cái lệnh vừa đã gõ xong thì chúng ta có thể dùng lệnh CT. Clear text, clear. Chúng ta dùng động từ. Như vậy là ô lệnh của chúng ta đã xóa hết tất cả các cái lệnh đã gõ phía trước lúc nãy. Bây giờ chúng ta đưa rùa về vị trí ban đầu bằng lệnh gì các bạn còn nhớ không ạ? CS. Clear screen. Rùa về vị trí ban đầu. Xóa lệnh cũ, xóa ngăn lệnh bằng lệnh CT. Ok. Lệnh tiếp theo thầy sẽ ghi chú ra đây các bạn xem nhé. Đấy, ta có lệnh CS xóa sân chơi. Cái này chắc là hôm trước các bạn đã, bạn nào đã xem video của mình rồi thì các bạn đã học được rồi. Bạn nào mà chưa xem những video trước thì các bạn có thể quan sát luôn để nhắc lại một chút thôi. Xóa sân chơi, đưa rùa về vị trí ban đầu. Ở đây tọa độ là 0 nha các bạn nhé. X là 0, Y là 0. Lệnh clear, clean tức là xóa sân chơi nhưng rùa vẫn ở vị trí cũ. Tiếp theo đó là lệnh CT, để viết tắt luôn, đó là lệnh xóa toàn bộ ngăn gõ lệnh. À, nhắc bút lên và nhắc bút xuống trước thầy dạy các bạn rồi đúng không ạ? PU nhắc bút lên không vẽ. Rùa di chuyển không để lại vết. Ta có lệnh PD đặt bút xuống, rùa di chuyển để lại vết. Tiếp tục, chúng ta có lệnh vẽ cung tròn. Vẽ cung tròn, chúng ta có lệnh ARC. Sau đó, sau chỉ số ARC
đó là góc và cuối cùng là bán kính, có nghĩa là vẽ cung tròn, rùa vẽ cung tròn đấy ạ. Tôi thì viết tắt luôn nha các bạn nhé. Tròn có bán kính và góc xác định. Đấy, cái này hơi khó hiểu một chút. Bây giờ thầy sẽ thực hiện nó luôn ở trên phần mềm logo. Chúng ta sẽ dùng lệnh ARC vẽ cung tròn. Ví dụ thầy vẽ góc 90 độ trước, bán kính chứ là độ dài 100. Các bạn quan sát ở đây, rùa sẽ di chuyển. Đây, đây chính là góc vẽ của con rùa. Góc 90 độ tức là góc vuông. Chúng ta cứ tưởng tượng đây, ở đây có một cái đường thẳng. Đó, nhưng nó không hiện lên. Ở đây cũng có một đường thẳng. Góc này là góc vuông. Cung này gọi là cung 90 độ. Dạ, cung 90 độ. Sau khi vẽ xong thì rùa vẫn hướng về vị trí bắt đầu. Cung tròn ARC. Chúng ta thử với một góc khác. ARC âm 90 cũng 100. Chúng ta sẽ quan sát. Đấy, âm 90, 90 thì nó ở góc bên này. Âm 90 thì nó ở góc bên này. Đó. Ta tiếp tục. ARC góc 0 độ xem nào. Góc 0 độ thì nó không có vẽ được cái gì các bạn ạ. Chúng ta sẽ ARC 180. 100. Đấy, 180 thì nó lại vẽ góc trên trên này. 180, bây giờ thầy sẽ xóa màn hình. CS viết lại cái lệnh ARC 180. Đây, nó vẽ một cung nửa vòng tròn, góc độ là 180. Thế bây giờ nhiều bạn thắc mắc là thế vẽ cung nửa bên này thì làm nào? Chúng ta lại ARC âm 180. Thầy viết thiếu đằng sau có số 100 đúng không? Đấy thì nó vẽ luôn cái cung bên này. Đấy, bây giờ thầy lại CS. Thầy lại thử ARC âm 180 100. Đấy, như vậy nó vẽ cung bên này. Thế bây giờ thầy xóa màn hình. Nhiều bạn thắc mắc là ví dụ muốn vẽ nửa cung bên này thì sao? Thì chúng ta lại quay rùa thôi. Ví dụ ARC chúng ta có là âm 90. Thầy lại viết thiếu lại làm sao? 100 đúng không? Thì nó vẽ ra, xin lỗi các bạn. Rồi, bây giờ ta ra ARC 90 100 nào. Nó vẫn vẽ ra cái cung này. Thì bây giờ các bạn muốn vẽ cái cung bên này thì chúng ta lúc nãy chúng ta có âm 90 rồi đúng không? Thế các bạn muốn vẽ cái cung bên trên này thì nó là bao nhiêu? Vẽ cung bên trên này nó là bao nhiêu? Thì các bạn thì việc đơn giản là chúng ta quay rùa trước rồi sau đó mới ARC đúng không? Chúng ta CS nhá. CT luôn đi. Nào, bắt đầu chúng ta quay nào. RT 90 ARC 90 100. Đây, thì rùa nó quay sang đây thì nó vẽ góc phía dưới này. Tương tự như vậy chúng ta lại quay tiếp xuống dưới thì nó sẽ vẽ ra cung này. Đúng không? Thì đấy là cái cách để chúng ta xử lý những tình huống mà hơi khó một chút. Thế bây giờ các bạn mà muốn là gì ạ? Vẽ cung tròn nhưng mà rùa chạy theo cái đường cung này, chứ rùa không đứng tại tâm, thì chúng ta lại dùng lệnh ARC2. Rồi, bây giờ thì reset rùa vị trí ban đầu. Chúng ta dùng lệnh ARC2. ARC2 cũng tương tự. Và chúng ta cũng có góc 90, cũng góc 100. Rùa sẽ vẽ ra một cung tròn, nhưng mà thay vì việc là nó đứng ở tâm thì rùa lúc này sẽ chạy theo cung. Nhớ là chỗ này là rùa gì? Không di chuyển. Còn ARC2 cũng tương tự. Góc bán kính thì ở đây rùa sẽ vẽ cung tròn
có bán kính tương tự như trên ạ, và góc xác định rùa chạy theo cung. Đấy. Thế để các bạn hiểu hơn về cái góc như thế nào và cung như thế nào thì như sau. Để hiểu cái vẽ cung như thế nào thì chúng ta tưởng tượng như sau. Thì đây là góc 45 độ, chính là cái tham số thứ nhất trong phần vẽ ARC. Tham số thứ hai chính là cái độ dài này. Đấy, đây chính là 100 chẳng hạn. Thì nó sẽ vẽ ra cái cung này. Đấy, vẽ ra cung này. Còn cái nét đứt này là thầy thể hiện cái góc thôi, các bạn quan sát cái góc thôi. Đấy, để cho dễ. Còn khi mà vẽ logo thì nó sẽ không hiện cái đường đứt này đâu, đúng không ạ? Đấy thì là cách để chúng ta hiểu hơn về cái cung ARC. Tiếp theo, thầy muốn dạy các bạn đó là vòng lệch lặp với số lần biết trước. Lệch lặp với số lần biết trước đó là repeat. Thì ở bài học trước chúng ta đã học rồi. Ở những video trước thì thầy đã hướng dẫn các bạn rồi. Tuy nhiên hôm nay thầy sẽ hướng dẫn lại qua một chút. Đó là lệnh lặp với số lần biết trước, repeat. Ở đây chúng ta sử dụng lệnh repeat số lần lặp, cách số lần lặp. Các bạn muốn lặp bao nhiêu? Đó. Mở ngoặc vuông, cái này bắt buộc các bạn viết. Và các bạn nhớ thầy là khi mà chúng ta mở ngoặc thì chúng ta nhớ đóng ngoặc luôn, tạo thành phản xạ khi chúng ta lập trình cho nó quen. Và trong này là các câu lệnh. Đấy, ví dụ để áp dụng cái bài này thì đơn giản thôi, chúng ta vẽ một cái hình đa giác. Ví dụ thầy muốn vẽ một cái hình lục giác. Lục là gì ạ? Lục là 6 cạnh. 6 cạnh, bây giờ chúng ta sẽ repeat 6 lần một ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông luôn. Ở đây chúng ta sẽ dùng lệnh đi thẳng 100 bước, tức là cạnh của đa giác là 100. Chúng ta sẽ quay phải. Quay phải. Ở đây góc thì chúng ta sẽ nhớ là công thức là đa giác thì góc là lấy 360 chia cho số góc, số đỉnh thì nó sẽ ra góc. Và chúng ta dùng lệnh wait để chờ xem là nó vẽ như thế nào. Chúng ta sẽ dùng lệnh wait. Chúng ta sẽ xóa sân chơi trước. Ok. Nào, wait, chúng ta sẽ chờ nó vẽ nhá. Nào, bắt đầu. Đây, nó vẽ. Đây, chúng cứ quay rùa nó vẽ. Như vậy chúng ta đã vẽ được cái đa giác rồi, đúng không ạ? Đa giác này cũng có 6 đỉnh, 6 cạnh, người ta gọi là lục giác. Tương tự như vậy, các bạn có thể thay số vào. Chúng ta có hình 10 cạnh chẳng hạn, đúng không ạ? 10 cạnh. Cạnh độ dài này các bạn có thể thay đổi. Các bạn muốn to thì các bạn cho nhiều lên, nhỏ thì cho ngắn xuống, đúng không ạ? 60 chúng ta thay vào. Ở đây chúng ta phải chia. Các bạn nhớ là trong logo thì phép chia thì viết là gạch chéo chia cho 10. Nhớ là chia cho 10 đỉnh các bạn nhé, các bạn đừng chia 6 nhé. Chia 6 là nó sẽ hình khác mất rồi. Chúng ta dùng lệnh wait. Bây giờ chúng ta sẽ enter để thực hiện. Trước khi repeat chúng ta xóa lệnh CS, xóa màn hình. Hoặc là chúng ta dùng bấm reset. Ok. Enter. Nào, bắt đầu nó vẽ. Một đa giác gồm có 10 cạnh. Đấy. Đây là cái áp dụng của cái việc là chúng ta dùng vòng lặp với số lần biết trước. Đây các bạn có thể vẽ hình vuông, hình. Bây giờ thầy sẽ có một bài tập các bạn như sau. Chúng ta vẽ một cái hình vuông như thế này. Và các hình vuông được sắp xếp lệch nhau từ trên xuống dưới như thế này. Các bạn có thể pause video lại để chúng ta có thể làm suy nghĩ và làm bài tập này. Sau đấy các bạn tiếp tục mở video lên để chúng ta xem kết quả hay là cách giải bài tập này như thế nào. Và sau đây là cái lời giải của cái bài tập vẽ hình vuông lệch nhau như thế này. Chúng ta sẽ có câu lệnh như sau. Repeat. Chúng ta có 10 hình vuông, đúng không ạ? Các bạn đếm xem có đúng 10 hình vuông không ạ? 10. Một vuông, đóng một vuông luôn nha các bạn nha. Ở trong vòng lặp tiếp theo chúng ta dùng lặp repeat 4
một vuông đóng một vuông. FD 40 thì lấy số cạnh là 40, các bạn có thể lấy số khác cũng được. LT 90 quay trái. Lệnh này để làm gì ạ? Lệnh duy bit này để vẽ một hình vuông cạnh là 40. Sau khi vẽ hình vuông xong thì chúng ta dùng lệnh FT 20 để di chuyển tiến lên 20 độ, tức là một nửa của cạnh hình vuông. Sau đấy chúng ta quay phải một góc 135 độ. Sao là 135 độ thì các bạn có thể suy nghĩ nhá, các bạn tự suy nghĩ nhá. Nhấc bút lên nào. FD 56,5, LT 135, PD. Đấy. Các bạn nào mà không biết các lệnh này nghĩa là như thế nào thì chúng ta có thể dùng, sau khi vẽ hình vuông xong thì chúng ta có thể dùng lệnh wait để chờ cho logo nó làm gì. FD 20 này wait. Đấy. Wait. Đấy là cách gợi, thầy gợi ý cho các bạn cách để chúng ta có thể xem là cái lệnh nó làm cái gì. Quay này. Đấy, PU nhấc bút lên này. Đặt bút xuống này, quay này. Quay xong rồi chờ này. Wait. 20. Chờ 20% giây. FD đoạn này. Sau đấy lại wait. 20. Đấy. Sau đấy làm gì thì các bạn quan sát. Bây giờ thầy sẽ enter xem con rùa nó làm gì các bạn nhá. Đầu tiên nó vẽ một hình vuông này, sau đấy quay xuống này. Đấy, đây là góc quay. Đấy, đây là góc quay. Cái góc quay để con rùa nó có thể đi chéo xuống đấy các bạn ạ. Bây giờ các bạn nào mà muốn quan sát kỹ hơn thì chúng ta thay cái số này to lên. Bài tập tiếp theo dành cho các bạn đó là chúng ta sẽ vẽ cái lá cờ xoay như thế này, hay người ta còn gọi là hình cối xoay gió đấy. Thì vẽ lá cờ này thì các bạn viết cho thầy một cái thủ tục nhá, các bạn viết cho thầy thủ tục nhá, các bạn bấm pause video này và thực hiện trên máy tính của mình. Sau đấy chúng ta sẽ bấm play video tiếp để xem kết quả, xem là các bạn vẽ đúng chưa, có giống thầy hay không, hoặc là các bạn có cách khác cũng được. Nếu như các bạn có cách khác hay hơn, các bạn có thể chia sẻ trên video, trên các bạn có thể chia sẻ ở phía dưới comment nhé các bạn nhé. Thì sau đây là đáp án của cái bài này. Thầy viết một cái thủ tục gồm có vẽ này, lặp 12 lần. 12 lần là cái số lần cánh, số cánh quạt của chúng ta. FD 120, repeat 3. Ở đây các bạn tự tìm hiểu, tự quan sát xem là mỗi lệnh nó thực hiện như thế nào. Nếu các bạn không biết lệnh nó làm gì thì chúng ta có thể cho thêm một lệnh wait để xem rùa làm gì nhé các bạn nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thầy muốn gửi gắm lời chúc đến tất cả các bạn kênh Thích Pha Cách. Chúc các bạn thành công. Nhớ đăng ký kênh và like cũng như chia sẻ giúp mình nhé.